Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chuyên mục Vì một nền nông nghiệp bền vững của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và bà con, với lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng nên tỉnh Lâm Đồng xác định liên kết chuỗi giá trị là vấn đề sống còn quyết định đến sự phát triển của ngành nông nghiệp hiện tại và tương lai. Vì vậy, thời gian qua, địa phương này đã triển khai xây dựng hàng trăm mô hình liên kết chuỗi giá trị và đang hoạt động rất hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Qua đó không chỉ giúp nâng cao giá trị chất lượng các mặt hàng nông sản và thu nhập của người dân, mà còn đưa tỉnh Lâm Đồng trở thành một trong những địa phương tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu lớn nhất Việt Nam. Cách đây 3 năm, kinh tế gia đình của chị Ca Hương chỉ dựa vào 2 hectare lúa và cà phê. Nhưng do hai loại cây trồng này cho năng suất và thu nhập thấp, nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Mọi chuyện đã thay đổi từ năm 2019. Khi chị Ca Hương mạnh dạn liên kết với hợp tác xã La Ba Banana Đạ Cà Nàng để chuyển đổi toàn bộ diện tích sản xuất của gia đình sang trồng chuối La Ba xuất khẩu. Được hợp tác xã ký kết hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm, nên hiện nay, sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi tháng chị Ca Hương cũng có thu nhập gần 50 triệu đồng, một khoản tiền mơ ước, nhất là đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện 30A này. Từ khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây chuối sang từ cây cà phê với giống lúa sang cây chuối thì tôi thấy cây chuối năng suất cao, với lại mình có thể thu nhập hàng tháng. Mô hình liên kết trồng chuối xuất khẩu giữa người dân với hợp tác xã La Ba Banana Đạ Cà Nàng chính là giải pháp hữu hiệu mà ngành nông nghiệp huyện Đam Rông đang triển khai nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Đến nay, mô hình liên kết trồng chuối La Ba xuất khẩu đã thu hút gần 100 hộ dân tham gia, sản xuất trên diện tích 300 hectare. Các thành viên đều được hợp tác xã hỗ trợ 50% cây giống, phân bón, đồng thời cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm của bà con với giá cố định là 5.500 đồng một ký. Nhờ đó đến nay, tất cả các thành viên trong hợp tác xã đều đã thoát nghèo bền vững. Nhiều hộ đồng bào còn có đời sống kinh tế khá giả so với mặt bằng chung của địa phương. Đối với vùng đồng bào dân tộc thì chúng tôi lấy kinh tế hộ làm tập trung để đầu tư. Trên cơ sở mô hình kinh tế hộ thì chúng tôi hình thành ra các tổ hợp tác và hợp tác xã để hình thành các cái chuỗi giá trị sản xuất từ sản xuất để tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Thì chúng tôi đã xây dựng được một cái hợp tác xã nông nghiệp La Ba của xã Đạ Cà Nàng. Mô hình này thì thu hút rất đông bà con đồng bào dân tộc góp đất, góp công lao động vào cùng với hợp tác xã để trồng chuối, và hợp tác xã là đầu mối để xuất khẩu lao động, xuất khẩu trực tiếp sang Nhật. Về bản chất, liên kết chuỗi giá trị là gồm nhiều mắt xích liên kết lại với nhau, giữa người nông dân với nông dân với doanh nghiệp với thị trường tiêu thụ, với người tiêu dùng, để nhận lại phản hồi về chất lượng sản phẩm, giúp cho doanh nghiệp có thể điều chỉnh và tạo ra những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường. Và khi những mắt xích trên đều làm tốt vai trò của mình, thì chắc chắn sản phẩm làm ra sẽ có chất lượng cao, được thị trường thu mua đón nhận. Qua đó, vừa đảm bảo đầu ra ổn định cho người dân và doanh nghiệp, vừa góp phần nâng cao giá trị nông sản trên cùng đơn vị diện tích. Việc liên kết chuỗi nó đóng góp vai trò rất lớn, tạo cái trình độ sản xuất của nông dân và người doanh nghiệp, và nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước. Do đó là cái vai trò liên kết chuỗi sẽ góp phần thúc đẩy trở thành một cái ngành nông nghiệp vi mô hàng hóa. Và vi mô hóa này là thể hiện việc là tổ chức sản xuất, cái trình độ quản trị và ứng dụng khoa học công nghệ để tạo những sản phẩm mà có thương hiệu tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Và có như thế, chúng tôi nghĩ rằng liên kết chuỗi sẽ tạo cho một động lực rất lớn trong vấn đề sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Trong liên kết chuỗi giá trị, doanh nghiệp sẽ đóng vai trò là hạt nhân, là đầu tàu. Còn hợp tác xã, người nông dân sẽ là đối tác, là các vệ tinh bao quanh để tạo nên vùng nguyên liệu và sản xuất theo quy trình an toàn. Vì thế, để các vệ tinh làm tốt vai trò trong mắt xích, thì khi tham gia chuỗi liên kết, người nông dân phải biết thay đổi tư duy canh tác, tuân thủ các quy trình chăm sóc đúng kỹ thuật mà doanh nghiệp đề ra. Có như thế, sản phẩm làm ra mới đạt chất lượng cao, được các doanh nghiệp thu mua với giá cao hơn thị trường. Hiện nay là thông qua các cái tổ chức phi chính phủ như là tổ chức SMV Phát triển Hà Lan ấy, thì đã hỗ trợ cho 1.500 hộ dân
trên 1.500 hecta cà phê được hỗ trợ các cái chứng nhận gắn với các cái doanh nghiệp để thu mua các nông sản. Thì trên địa bàn mỗi một xã, mỗi một địa phương cấp xã, thị trấn là có một doanh nghiệp thu mua với cái giá trị nó cao hơn từ 2 lần đến 3 lần so với thị trường. Còn các doanh nghiệp với vai trò là đầu tàu, là hạt nhân trong chuỗi liên kết giá trị sẽ có trách nhiệm chuyển giao khoa học kỹ thuật đến với người dân, hướng dẫn bà con quy trình canh tác hợp lý, đồng thời hỗ trợ bà con về cây, con giống, vật tư phân bón. Và quan trọng nhất chính là hợp đồng cam kết thu mua nông sản của người dân với giá cao hơn thị trường một cách rõ ràng, chặt chẽ. Khi làm được điều đó, doanh nghiệp sẽ giải quyết được bài toán về quỹ đất để có được vùng nguyên liệu ổn định, đạt chất lượng cao. Qua đó không chỉ giúp doanh nghiệp kiểm soát được khối lượng hàng hóa theo mong muốn, mà quá trình tiêu thụ sản phẩm cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn, do đã đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng của thị trường. Lâu nay chúng ta đang bị những cái việc cứ sản xuất ra thì không biết là sẽ bán cho ai, và dẫn đến là có nhiều, rất nhiều thời điểm là bị dư thừa hàng hóa, có nghĩa là cung và cầu nó không gặp nhau. Chính vì vậy thì để nó tạo ra những cái phát triển các cái sản phẩm nông nghiệp mà thực sự bền vững thì cái chuỗi giá trị liên kết để tạo ra cái giá trị là rất quan trọng. Ở đó thì cái chủ doanh nghiệp sẽ biết được là mình sẽ bán được hàng gì, bán được bao nhiêu trong những cái thời điểm nào, và từ đó thì sẽ liên kết với các cái hộ nông dân, với hợp tác xã, với tổ hợp tác, để từ đó thì tạo ra được một cái kế hoạch sản xuất có cái hướng tới là cái việc là phục vụ cho cái việc tiêu thụ. Hiện nay tại Lâm Đồng, hầu hết người sản xuất nông nghiệp đều nhận thức rõ hiệu quả thiết thực và tất yếu của quá trình liên kết chuỗi giá trị. Vì ở đó, các mắt xích đều được hưởng lợi trực tiếp. Người nông dân bán được sản phẩm với giá cao, đầu ra ổn định. Phía doanh nghiệp có được nguồn nguyên liệu rộng lớn, đạt chất lượng theo yêu cầu. Còn người tiêu dùng sẽ được sử dụng những sản phẩm đạt chất lượng cao, an toàn về vệ sinh thực phẩm. Chính vì thế, không chỉ từ phía cơ quan quản lý nhà nước, mà ngay cả các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã và đang đề ra rất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa số lượng và chất lượng của các thành viên liên kết. Đơn cử như tại Hợp tác xã Nông nghiệp Sun Food Đà Lạt, để thu hút các thành viên tham gia liên kết, doanh nghiệp này đã đầu tư hơn 17 tỷ đồng để xây dựng hẳn một khu chuyển giao kỹ thuật công nghệ cao trên diện tích 2 hectare. Cách làm này vừa giúp các thành viên thiếu đất sản xuất của hợp tác xã mở rộng được quy mô sản xuất, vừa làm nơi hướng dẫn quy trình kỹ thuật và đánh giá kết quả sản xuất của hợp tác xã một cách trực quan nhất. Khi chúng tôi có khu chuyển giao công nghệ, thì thành viên chỉ cần nhìn thấy muốn là như cái vườn ớt này, thì bên kỹ sư chúng tôi sẽ đáp ứng cho họ những nhu cầu. Thứ nhất là bằng mắt nhìn thấy được quy mô cái sản phẩm ớt nó phải đạt được cái giá trị mang lại. Thứ nhất là bao nhiêu ký. Thứ hai là họ kiếm được bao nhiêu tiền cụ thể luôn. Thì khi họ liên kết với Sinfood là họ đã tính ngay được cái đề toán là 1.000 mét vuông họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Và đặc biệt Sinfood chốt trở lại với họ trong hợp đồng liên kết là nếu như lợi nhuận dưới 15 triệu trên một tháng, trên 1.000 mét vuông thì Sinfood không thu bất cứ một cái nguồn thu nào như phân bón, rồi hạt giống, vân vân. Nhờ giải pháp hữu hiệu như vậy nên chỉ sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Sun Food đã kết nạp được hơn 100 hộ thành viên và gần 70 hộ dân đã đăng ký, đang chờ phê duyệt để tham gia vào liên kết sản xuất chuỗi giá trị. Tất cả các hộ thành viên sau thời gian đầu bỡ ngỡ khi phải thay đổi tập quán canh tác lạc hậu để tiếp thu, ứng dụng các quy trình chăm sóc hiện đại vào sản xuất, đến nay kinh tế khá giả với thu nhập tăng cao gấp nhiều lần so với trước đây. Trước kia chưa vào hợp tác xã Sun Food thì đầu ra nó không ổn định, giá thì khi lúc lên lúc xuống bấp bênh. Kể từ khi vào hợp tác xã Sun Food thì tôi thấy giá cả và đầu ra của tôi được ổn định. Một sao một năm lợi nhuận từ 130 đến 150 triệu trên một sao. Để nâng cao số lượng và năng lực hoạt động của các mô hình liên kết chuỗi giá trị, bên cạnh việc thực hiện nghiêm Nghị định 98 năm 2018 của Chính phủ về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng còn ban hành Nghị quyết 104
năm 2018 phê duyệt các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác liên kết sản xuất, đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế để thu hút các dự án, nguồn vốn nước ngoài và mở rộng quy mô, nâng cao năng lực quản trị và tiến bộ kỹ thuật và hỗ trợ các chuỗi liên kết thành công. Hiện tỉnh Lâm Đồng đã thu hút được hơn 80 dự án FDI và hỗ trợ sản xuất chuỗi liên kết giá trị và hầu hết đều đang triển khai rất hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân. Nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. Số lượng của nông dân, doanh nghiệp tham gia các chuỗi liên kết phải nói là ngày càng tăng lên và cái chất lượng của hiệu quả của các cái dự án, các chuỗi liên kết thì cũng mang lại cái hiệu quả rất là cao. Đầu tiên là nông dân sản xuất được cái theo cái chuỗi khép kín, hạn chế được cái việc được mùa mất giá hoặc được giá mất mùa. Đó, thứ hai là sản xuất theo một cái khối lượng nông sản hàng hóa lớn, đồng đều và chất lượng, đảm bảo về một cái tiêu chuẩn đầu ra, cho nên là người dân an tâm sản xuất, cái giá cả là được bao tiêu ổn định. Tính đến cuối năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đã có 170 chuỗi liên kết với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 16.500 hộ dân. Trên diện tích 26.000 hecta, chiếm tỷ lệ 8,6% diện tích đất canh tác nông nghiệp. Giá trị sản xuất bình quân đạt 185 triệu đồng một hecta trên một năm, tăng 27,5% so với năm 2016. Qua đó, góp phần đưa năng suất lao động trong nông nghiệp bằng 1,26 lần và giá trị sản phẩm trên một hecta bằng 1,84 lần so với bình quân cả nước. Thưa quý vị và bà con, với 170 chuỗi liên kết hiện có, tỉnh Lâm Đồng vẫn là địa phương nằm trong top đầu của cả nước. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế hiện có của Lâm Đồng về sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Vì thế, thời gian tới, địa phương này sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa cả về số lượng lẫn hiệu quả hoạt động của các mô hình liên kết chuỗi. Tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025 sẽ có từ 250 đến 280 chuỗi liên kết giá trị, góp phần mở rộng thị trường nông sản của địa phương này tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu. Và đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chuyên mục Vì một nền nông nghiệp bền vững ngày hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.